Chết rồi. Sắp về Việt Nam mà không có tiền sao mà hưởng được. Hẹn tụi nó hết trơn hết tội rồi. Thì đủ cách tôi được tiền bản nào. À, tháo máy thôi. Xe dịch dịch là hết chạy. Thảo ơi, cái xe biết sao mà nó cứ giật 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 không có chạy gì nữa nè. Cà giật là ông cà giật á. Xe này người ta mới mua ở đâu giật gì? Thiệt mà. Phải không? Đi từ khác ai? Tôi coi rồi. Ông đó nhờ cái gì cũng được hết trơn à. Ta hoài à. Chưa, tôi nói mà ông tin. Ông làm ơn giờ này còn sớm, ông đem ra ngoài sửa giùm tôi cái đi. Chiều nay là chị Hai lấy cái xe này chở mình ra phi trường đó. Không có là chết liền. Không có tiền. Tiền mà giữ. Giữ à? Tôi nghĩ nặng lắm đó bà. Cái này cũng tệ tệ cũng phải 1,000 đô. Cù loi. 1,000 đô tao bán mẹ cái xe cho rồi. Cái này giỏi lắm, chừng 100 bạc à. Đem ra ngoài giùm tôi cái đi. Xếp về đây là tính tiền lại. Ông á, không có nhờ gì được hết trơn à. Vậy là có 100 đô xài rồi. Em thấy anh lóng rài kỳ cục lắm nha. Gì kỳ? Ở bên bển không sao thì tự nhiên về đây thành con lật đật à. Lật đật quay đi. Qua quay lại chóng mặt chết. Em quên rồi hả? Hôm qua là nhà vợ chồng cu nhậu đó. Nó mời bữa nay lại nhà ăn đám dỗ nè. Nhớ rồi. Bởi vì em bận đồ này đẹp nè, anh thấy được không? Em lúc này em thấy em trẻ ra đó nha. Xài kem gì mà cứ mì da mịn màng quá vậy. Phải trẻ thôi. Bây giờ sao? Em có đi hôm lo sửa soạn rồi không? Tôi trễ à. Tôi đi đó. Bữa nay đám dỗ nó kéo tới sáng mà chịu nổi không? Không sao đâu, tôi còn khỏe lắm. Bữa nay không chừng tôi uống luôn à. Sao bà nói sáng bà bị nhức đầu vậy mà? Không sao hết trơn á, uống thuốc hết rồi. Nhưng mà nói ông nghe, nói giỡn ông vậy thôi. Chứ bữa nay tôi có hẹn. À vậy à, đúng rồi. Mà hẹn ai? Bữa nay tôi có hẹn với thím Tư. Bị bữa nay bà nói bên nhà bà có công chuyện à. Thành thử tôi phải qua bển, nhưng mà tôi nói cho ông nghe à. Uống cũng uống vừa vừa phải thôi. Uống quá ta coi không được à. Nghe không? À. Vậy thì bây giờ, nhưng mà không được. Sao vậy? Tôi muốn bà đi với tôi qua nhà vợ chồng cô bữa nay. Bỏ cái vụ bà thím Tư đi. Tại vì á, bữa nay nè, bà thấy không? Đó, bà đẹp, bận đồ đẹp như vậy nè. Trẻ ra gần 10 tuổi vậy đó. Tôi muốn dẫn bà qua để khoe với vợ chồng cô à, để hãnh diện với mọi người nha. Đi với tôi đi nha. Hôm qua mình nhận lời anh cu là để cho anh vui thôi à. Bây giờ ông cứ điện thoại cho vợ chồng cô đi à. Nói là tôi bệnh, tôi không có đi được. Rồi cái thím Tư á rồi... Đó, có điện thoại mà chờ chút xíu đi. Ai vậy? Ai biết ai. Bỏ mẹ cái kiến đâu rồi? Ờ đúng rồi, bả này. Tư nè đó. Ừ. Alo, thím Tư hả? Con nè. Xong rồi, xong hết trơn rồi. Ủa, thím đang trên đường tới hả? Rồi 10 phút nữa là tới phải không? Rồi con chờ thím nha. Con xuống dưới ha. Dạ. Rồi con chào thím. Dạ, chút xíu gặp thím ha. Dạ. Đó, bà gọi rồi. Trời ơi. Đó, rồi. Thôi ông làm ơn làm phước giùm tôi đi. Bây giờ tôi nè, đi mình quá. Nè, tôi nói cho ông nghe. Bây giờ ông cứ tới trước đi. Rồi 3 tiếng nữa, 2 tiếng nữa là xong hà. Rồi xong rồi, tôi điện thoại cho ông rồi tôi tới nhà thằng cu. Ờ, cái này là kẹt lắm đó nha. Chứ thiệt là tôi muốn đi với bà lắm á. Biết mà. Tôi đang nghĩ ông mà tôi biết ông muốn đi với vợ ông lắm. Ừ, bữa nay là tại vì bà bận đồ đẹp tôi thích. Tôi là hãnh diện, tôi có một người vợ trẻ đẹp như vậy nè. Thấy không? Lúc này xài phấn gì mà sao mặt vịnh quá. Phải xài thôi. Nha. Thôi bây giờ thôi đi nha. Khoan, ngồi xuống chút xíu đi. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Sao? Tôi nói ông nghe. Mình tới đám dỗ, mình không đem miếng trầu, miếng rượu nó kỳ. À. Đây nè. Giờ á, trong này có 20.
Ông đem tới để ông mua gì á, gọi là cái lễ mừng đám dỗ. Ăn đám dỗ mình phải có lễ. Rồi 20 rồi đưa cho ông. Còn cái này của ông nè. Bao nhiêu? Không, hôm qua đưa rồi. Hôm qua tôi đưa cho ông 100.000. 100.000 mới ăn xôi, 4.000 ly trà đá, 1.500 là 5.500 là còn 94.500. 94.500 đây đi xe ôm tới nhà cô có 20 hà. Còn nhiêu đó tha hồ xài, thôi được rồi đi đi. Nhiều dữ ha. Xong rồi. Trời. Nhiều đó tôi đó. Tôi đi nha. Bye bye. Nhớ tới nha ông, cứ gọi tôi nha. Đi đi. Cho hùng cái coi. Hồi. Già rồi mà. Cái này đẹp quá. Khéo nịnh dữ ha. Biết chỗ nào massage good good không? Anh uống mệt hay không mệt? Từ A tới Z. Ok. Ngon rồi nha. Rồi, ok luôn. Đủ thứ. Nghĩa đặt anh thấy yêu cầu. Học cảnh Thái Lan xa tế. Cho hỏi thăm. Phải cái cà phê này trên lầu 4 đó. Dạ đúng rồi anh, giá bình dân. Dạ yeah. Có xăm bữa lượng. Dạ ơi, anh này muốn xăm bữa lượng. Em lên chở trong phòng đi, để chị. Anh muốn xăm bữa lượng nha. Khỏe như thế này mà còn muốn xăm bữa lượng nha. Trời thấy vậy chứ. Hôm nay phải nhậu XO từ sáng tới tối. Mệt quá. Cho nên muốn kiếm chút xăm bữa lượng để mà cho khỏe mạnh chút xíu để kiếm chỗ đây. Uống xăm bữa lượng à? Theo em có nay. Không đại tử đại loan. Nghe em xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi. Anh như trong kỹ đường tắm rồi em thích kê cho. Alo. Gì hả? Đứa nào đó? Dạ con là Thủy đây. Sao con Thủy? Dạ mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi. Rồi rồi, nói mấy đứa giữ chân ổng lại đặng nghe. Chúng con hồi hộp lắm. Dì tới liền. Dì lên liền nha. Bye con. Chỗ này phải không anh? Mạnh lên chút đi. Úi trời, thôi nhẹ nhẹ thôi. Mạnh đầm thiệt. Ôi trời ơi, gì tới. Sao con? Trời con mừng quá. Hồi nãy giờ con đợi gì con muốn rớt tim gì đó. Trời ơi, ta trai. Chút xíu nữa chạy băng hồng rồi. Sao rồi? Tụi nó đang cầm chân dưỡng ở trển á. Dì lên trển liền đi. Chết rồi. Dạ. Hồi nãy dì đi dì gấp quá. Dạ. Dì quên dì không biết mặc đồ lại massage được không. Hồi xưa giờ có massage đâu, biết mẹ gì đâu. Thì tất nhiên là không được rồi. Nhưng mà dì yên tâm đi, tụi con đã lo sẵn sàng cho dì chỉnh rồi. Dì lên chỉnh liền đi, tụi nó đang đợi á. Đừng có hở hang ổng ói thì chết dì nha. Không sao. Không dì tâm lên chỉnh nha. Dạ dạ. Dạ. Chút xíu nữa là dì hú là dì nhớ chạy lên liền nghe không? Dạ dạ dạ. Em ơi. Dạ. Mẹ sao? Em nói nghe này nha. Bây giờ anh cho em 50.000. Em đổ cho anh cô khác được không? Bỏ anh chơi em hả? Anh muốn gì em chịu. Không có. Không có chê. Mà cái tánh anh á, đi massage là anh hay đổi nhiều cô. Để anh so sánh cô nào có tuyệt chiêu. Anh muốn hàng mới không? Ừ. Có liền. Cô này là bảo đảm anh thích liền á. Yeah. Vừa đẹp nè, vừa massage giỏi nữa. Để gái nhà lành ở dưới quê mới lên. Gái nhà lành hả? Em kêu nha. Cô kêu là lẹ đi. Để em kêu nha, anh chờ tí nha. Ừ. Bên đây xa, ra có khách nè. Chờ tí nha. Em cỡ tốn 50. Trời ơi, massage tao bận đồ ngắn lắm, sao em bận đồ dài vậy em? Phải được rồi. Em tên gì vậy? Tên là Vanessa. Vanessa. Vâng ạ. Ủa, em là người Việt sao mà có tên Mỹ? Đấy là tên International đấy. Bởi vì em làm cho khách nước nào ấy thì em phải lấy tên nước đấy để cho nó thân mật đấy mà. À vậy hả? Vâng. Thế anh về đây du lịch à?
Đúng rồi, anh ở Mỹ về em. Vâng, thế anh về đây du lịch á? Du lịch cái gì? Chỗ nào trên thế giới có danh lam thắng cảnh, chỗ đó anh tới hết trơn rồi. Thấy không? Anh về đây là để làm ăn. Làm ăn à? Ừ. Thế anh làm ăn về cái việc gì? Đây nè, ở Việt Nam có mấy cái công ty lớn muốn xuất khẩu hàng ở nước ngoài. Đó, nhờ anh đang kiếm thị trường ở Mỹ á. Thế anh về có bà xã anh về không? Bà xã anh đó hả? Vâng. Ôi trời ơi, em đừng có nhắc bà. Nói mà bây giờ em còn nổi da gà nữa nè. Sao thế? Trời đất ơi, em nghĩ coi, hồi còn trai trẻ đó, lấy bà đã thấy hối hận rồi, thấy không? Đến nỗi bây giờ anh bỏ bà rồi đó, anh vẫn còn hối hận, nói cho em biết. Sao hối hận lắm thế? Trời ơi, nói phải nói xấu nha em. Vợ anh ấy vừa già nè, vừa xấu nè, vừa dữ nè, vừa trùm nè. Ôi dồi, cái gì em? Em bẻ cổ đấy. À, dạ. Vâng, lâu lâu làm cái thế đó, bất ngờ nó lại hay. Dạ, và đi xa. Dạ. Em làm nghề này lâu chưa? Dạ, em mới làm có mấy tháng thôi. Mới mấy tháng thôi? Vâng ạ. Thôi nói với quê em làm gì? Dạ, trước đây em đi dạy. Em dạy? Vâng. Dạy bốn gì? Dạ, em dạy thiếu lâm. Thiếu lâm? Vâng ạ. Hèn gì em điểm nguyệt đã quá. Em... Ủa sao không thấy giậm lưng làm gì? Thôi bây giờ không giậm, tí về nhà giậm thế thôi. À, ủa gì kỳ vậy? Dạ không, không. À, tí giậm, vâng. Phải làm tuần tự chứ lị. Anh ơi, thế đi về đây anh có quen với khí hậu không hả anh? Trời ơi, mới đầu thì cũng không chưa quen, nhưng mà giờ cũng tạm tạm nè em. Hơi nóng à. Về đây không quen ai chắc buồn lắm anh nhỉ? À... Ây da! Ây da! Cái gì đau quá vậy em? Hả? Anh làm gì vậy? Lễ gió đấy. Ủa, massage giờ cũng có lễ gió nè. Vâng, phải làm đầy đủ chứ lị. Làm đầy đủ thì khách mới đến chứ. Ây da, thôi mày. Thôi đừng chích nữa. Em còn cái gì khác không? Xuất chiêu đi. Dạ. Em chỉ bằng ấy thôi. À. Xuất chiêu tí nữa. À. Thế nào cũng có mà. À vậy hả? Vâng ạ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trả anh chút nha. Trời mà. Xin lỗi anh. Sao? Em chỉ bán nghệ chứ em không bán thân. Trời ơi, sao em nói vậy? Mẹ em thương em. Thôi nè, giỡn chơi với em chứ. Cho em trăm đô nè. Đó. Không cái nè. Cho luôn á. Ê. Nghe mùi của em. Ê, trời ơi. Bà. Bà tới đây. Bà tới đây gì vậy? Không tới đây sao loài ra trăm đô. Ngồi xuống đó. Tôi xử xong cái áo này tới biên tôi xử không? Chưa bao giờ tôi mặc đồ ngắn cỡ này đâu nghe. Tôi kéo lên là tôi ngồi tôi gồng hồi nãy giờ rồi nghe. Nó nhỏ bà. Nhiều. Mẹ em nó nghe. Sợ nghe. À. Nhiều đây về làm kinh tế. Mua đủ tạ gạo không? Tại sao tôi hỏi ông còn tiền không? Ông nói hết rồi. Tại... Mà tới giờ này nó lòi ra trăm đô. Tại bà... Nói nghe bà không cho tiền tôi cho nên tôi giấu mỗi ngày chút chút thì mới gom được. Không tâm á. Hay quá ha. Ông giỏi quá ha. Tới giờ này đi về tới đây rồi tôi mới biết ông gạt tôi nha. Ông muốn gì? À. Mấy đứa đâu hết rồi? Vô biểu hả con? Quen không? Nãy gặp rồi vậy? Ông lọt vô đây là ông lọt vô cái ổ nhện nhện mà con nhện bà nó đứng đây. Cái thằng mà chở ông đi xe ôm mà từ khách sạn tới đây đó. Cháu kêu tôi bằng cô ruột. Bốn đứa này kêu tôi bằng dì ruột. Thấy không? Năm đứa đều nhau. Có đứa nào có miếng thịt nào không? Chào Dưỡng đi con. Chào Dưỡng. Hết hồn chưa? Hồi nãy kêu em hỏi vậy. Đó nhìn cho kỹ nè con. Cái thứ gì kiểu một trăm đô.